Chào mừng các em đến với bộ môn mỹ thuật 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đến với chủ đề yếu tố dân tộc trong mỹ thuật. Bài 5, yếu tố dân tộc trong tranh của một số họa sĩ. Về yêu cầu cần đạt, sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ hiểu được về yếu tố dân tộc và vận dụng được giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật truyền thống vào thực hành sáng tạo. Học sinh phân biệt được một số chất liệu trong tác phẩm hội họa và đồ họa. Học sinh khai thác được yếu tố dân tộc trong thực hành sáng tạo sản phẩm mỹ thuật ở mức độ đơn giản. Và học sinh có ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy yếu tố dân tộc trong sáng tạo mỹ thuật. Chúng ta cùng tìm hiểu bài 5, yếu tố dân tộc trong tranh của một số họa sĩ. Trước hết chúng ta tìm hiểu phần quan sát. 1. Tìm hiểu yếu tố dân tộc thể hiện trong các tác phẩm mỹ thuật. Các em quan sát tranh của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, bức tranh mang tên Sau giờ trực chiến, sáng tác năm 1966, tranh lụa. Các em quan sát tranh suy nghĩ về đề tài, màu sắc, chất liệu và hình thức thể hiện. Sau khi các em suy nghĩ và trả lời xong, chúng ta có thể nhận thấy về họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Ông sinh năm 1892, mất năm 1984, quê ở Hà Tĩnh. Ông là một trong những họa sĩ nổi tiếng với dòng tranh lụa ở giai đoạn đầu của nền hội họa hiện đại Việt Nam. Yếu tố dân tộc trong tác phẩm Sau giờ trực chiến của họa sĩ thể hiện ở việc tập trung khai thác vẻ đẹp trong sinh hoạt của nông thôn. Gam màu sử dụng trong tranh trầm ấm với các màu chủ đạo là nâu vàng, nâu đỏ, xám, vân vân, tạo hình theo khuynh hướng hiện thực, tạo cảm giác gần gũi, thân quen với mỹ cảm của dân tộc. Các em quan sát tác phẩm thứ hai, Thiếu nữ trong vườn, sáng tác năm 1939, tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Sau khi các em suy nghĩ và trả lời xong, các em có thể thấy về họa sĩ Nguyễn Gia Trí, ông sinh năm 1908, mất năm 1993, quê ở Hà Nội. Ông là một trong những họa sĩ tiên phong trong việc áp dụng phong cách hội họa phương Tây vào sáng tác với chất liệu sơn mài để tạo nên những tác phẩm hội họa nổi tiếng. Yếu tố dân tộc trong tác phẩm Thiếu nữ trong vườn được thể hiện qua trang phục áo dài truyền thống, khung cảnh thiên nhiên thân quen với đời sống thường ngày. Chúng ta cùng quan sát tác phẩm thứ ba, bức tranh Mẹ con, sáng tác năm 1968, tranh các gỗ của họa sĩ Vũ Giáng Hương. Sau khi các em suy nghĩ và trả lời, chúng ta có thể thấy họa sĩ Vũ Giáng Hương sinh năm 1929, mất năm 2011, quê ở Bắc Ninh. Vũ Giáng Hương là một trong những nữ họa sĩ sáng tác liên tục và có nhiều tác phẩm thành công về đề tài chiến tranh cách mạng, về hình tượng người phụ nữ trong sản xuất và chiến đấu, về gia đình và trẻ thơ. Trong tác phẩm Mẹ con, những chi tiết như chiếc áo, khăn, vật dụng gia đình, vân vân đã thể hiện vẻ đẹp của cuộc sống đồng bào miền núi một cách chân thực. Chúng ta cùng tìm hiểu phần thứ hai, thể hiện. Phần 1. Các bước gợi ý cách khai thác yếu tố dân tộc trong sáng tạo một tác phẩm mỹ thuật. Các em suy nghĩ trả lời các câu hỏi sau đây. Sản phẩm mỹ thuật thể hiện hoạt động gì? Cách tạo nhân vật và bối cảnh có đặc điểm gì? Hoa văn trang trí trên trang phục như thế nào? Các em suy nghĩ các câu hỏi trên và quan sát nội dung video sau đây nhé.
Các em quan sát thêm một số các hình ảnh sau đây. Và cho biết các bước thực hiện khai thác yếu tố dân tộc trong sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật được thực hiện như thế nào. Sau khi các em quan sát, suy nghĩ và trả lời, các em có thể thấy để thể hiện yếu tố dân tộc trong một tác phẩm nghệ thuật, các em tiến hành theo các bước sau. Bước 1, tạo hình và xây dựng bố cục. Bước 2, vẽ nền và tạo không gian. Bước 3, vẽ màu vào hình chính. Và bước 4, vẽ nền và hoàn thiện sản phẩm. Các em lưu ý, yếu tố dân tộc là yếu tố độc đáo, đặc sắc của một nền văn hóa, được thể hiện bằng đường nét, màu sắc, diễn tả đậm nét hình ảnh con người, quê hương và đất nước một cách thân thuộc, mang đặc trưng của mỗi thời kỳ lịch sử. Chúng ta chuyển qua nội dung 2, thể hiện yếu tố dân tộc trên một sản phẩm nghệ thuật theo cách em yêu thích. Trong phần này, các em thể hiện một bức tranh thể hiện một yếu tố dân tộc mà các em yêu thích. Để các em có thêm ý tưởng để thể hiện bức tranh, sau đây xin mời các em tham khảo một số các sản phẩm của các bạn học sinh. Mời các em cùng theo dõi video sau đây. Chúng ta chuyển qua nội dung 3, thảo luận. Trong phần này, các em hãy trưng bày các sản phẩm của mình và thực hiện trả lời các câu hỏi sau đây. Bạn đã thể hiện được yếu tố dân tộc trong sản phẩm nghệ thuật của mình chưa? Yếu tố dân tộc được khai thác và thể hiện như thế nào trong sản phẩm của bạn? Và em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về yếu tố dân tộc trong tác phẩm mỹ thuật. Các em cùng nhau suy nghĩ và trả lời các câu hỏi trên nhé! Các em chuyển qua nội dung cuối cùng, phần vận dụng. Các em sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật có yếu tố dân tộc mà em yêu thích, sau đó sử dụng các kiến thức đã học để giới thiệu về những tác phẩm đó. Trong sách giáo khoa có giới thiệu hai tác phẩm của hai tác giả. Một là của họa sĩ Nguyễn Sĩ Ngọc, tác phẩm Bác Hồ với Thiếu Nhi sáng tác năm 1950, chất liệu tranh in đá. Và hai là tác giả Lê Công Thành, tác phẩm Vân Dại sáng tác năm 1982, chất liệu tượng đồng.
Các em suy nghĩ và trả lời những câu hỏi liên quan đến hai tác phẩm trên nhé. Phần bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Để chuẩn bị cho bài học sau thật tốt, các em về nhà đọc trước bài. 6. Thiết kế logo và chuẩn bị các họa cụ, thế vẽ, chì, tẩy, màu. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy xin cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Các em đừng quên nhấn like, đăng ký và để lại những lời bình luận ở phía dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các nội dung bài học sau. Chào các em!